Hello, xin chào các bạn. Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Và sau nhiều lần đi cà khịa, móc mỉa, phổ cập kiến thức, phân tích cốt truyện hay tìm tòi bí ẩn cho anh em, thì mình nghĩ rằng tại sao không làm cái gì đó mới lạ, vui vẻ hơn nhỉ? Cho nên hôm nay, Mi Game sẽ cho ra đời một chuyên mục mới, chính là giả thuyết game. Đây là một chuyên mục mà mình hứa sẽ không tuân theo bất kỳ những điều thông thường nào mà các bạn biết về game. Cốt truyện chính xác, nhân vật anh hùng, nhân vật phản diện, ý nghĩa trong game. Xin thưa, tất cả sẽ không có nghĩa lý gì trong đây cả. Mình sẽ phân tích mọi thứ mà mọi người nghĩ là bình thường, là hiển nhiên, đúng theo một cách bất thường và bất ngờ nhất. Ban đầu thì anh em sẽ cảm thấy hơi vớ vẩn, nhưng càng nghe sẽ càng thấy nó vớ vẩn thật, nhưng đảm bảo là sẽ phi lý một cách vô cùng hợp lý đấy ạ. Và để mở đầu cho chuyên mục này, hôm nay Mi Game sẽ cùng với anh em phân tích cốt truyện đằng sau của tựa game tuổi thơ huyền thoại Gã hàng xóm tinh nghịch, Neighbor from Hell. Giờ thì bắt đầu chém gió thôi. Lưu ý, 90% những điều sắp tới đây đều là mình chém gió theo cách logic vặn vẹo của cái đứa viết nên video này. Coi cho vui, không vui thì đợi khi nào vui rồi coi nha. Neighbor from Hell thường được biết đến với cái tên tiếng Việt là Gã hàng xóm tinh nghịch, là một tựa game chiến thuật tuổi thơ mà tôi cá là anh em 8X, 9X nào cũng đã phải chơi qua hoặc từng nghe qua rồi. Trong Neighbor from Hell, người chơi sẽ vào vai Woody và di chuyển xung quanh nhà của ông hàng xóm, thực hiện các thủ thuật nhằm chọc điên ông ta. Hồi ấy khi chơi game thì có biết cái gì đâu, chỉ muốn làm đủ trò để chọc cho cái lão hàng xóm béo núc na núc ních ấy tức đến gãy cả lưng mới thôi. Nhiều khi còn rốt tiếng Anh, không biết mấy cái vận dụng ở trong game dùng để làm gì, phải mày mò thử đủ đường thì mới biết là cái này nó xài với cái kia. Lớn lên một chút, tìm hiểu về game thì biết được rằng Woody là một cậu thanh niên bình thường, có cuộc sống an ổn, hạnh phúc. Thì đúng một cái, từ đầu xuất hiện một lão già khó ưa tên là Rottweiler chuyển đến và làm hàng xóm với Woody. Thế là cuộc sống của cậu ta từ màu xanh yên bình chuyển thành màu đỏ bão táp, vì gia đình của gã Rottweiler đúng nghĩa với cái tên Neighbor from Hell, tức là những người hàng xóm đến từ địa ngục. Thằng chồng thì ồn ào dơ giấy, con vợ thì vứt rác vào nhà mình. Đến con chó tưởng chừng như dễ thương cũng chạy qua sân nhà mình ị cho một phát, hỏi xem có tức không. Thế nên Woody đã quyết định trả đũa gia đình Rottweiler bằng cách biến họ thành những tên hề trong TV show giải trí của Woody. Bằng việc lắp những chiếc máy quay theo dõi mọi cử động, khi Woody đặt bẫy như cưa ghế, đặt xà phòng trên nhà, vẽ dầu bức tranh và phá hoại đồ dùng trong nhà, mục tiêu của người chơi là tạo ra sự lộn xộn, tăng tỷ lệ người xem và giành huy chương. Trong phần Neighbor from Hell đầu tiên, những trở ngại lớn trong trò chơi bao gồm ông hàng xóm khó tính, chú chó giữ nhà và một con vẹt có tên là Chili. Cả hai con vật này sẽ cố gắng cảnh báo sự hiện diện của Woody cho ông hàng xóm. Trong phần tiếp theo của Neighbor from Hell, Woody sẽ lẻn lên tàu du lịch đường thủy của lão hàng xóm và theo chân gã đi đến với các địa điểm du lịch ở ba quốc gia gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico. Lúc này trò chơi có vẻ khó nhằn hơn một chút khi nhân vật mới xuất hiện, mẹ của Neighbor. Một bà mẹ đẻ ra đứa con vô cùng khéo, vì chỉ cần lần đầu nhìn vào bạn chắc chắn sẽ biết rằng đây là hai mẹ con vì độ giống nhau đến tới khoảng 99%. Cũng là một bà mẹ vĩ đại, cũng có thể lao vào tấn công Woody cùng với con trai của bà. Ngoài ra còn có một nhân vật khác tên là Olga, người phụ nữ khá là sôi thịt mà gã hàng xóm đang tán tỉnh. Olga không gây hại cho người chơi, nhưng bạn cũng có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để gián tiếp khiến gã hàng xóm va chạm với cô ấy và khiến cô ấy tấn công gã. Chẳng hạn như phá vỡ chiếc ghế hàng xóm đang đứng và khiến gã bị lộ việc nhìn trộm trong lúc Olga đang tắm. Olga là một bà mẹ đơn thân và có một cậu con trai nhỏ thường được gã hàng xóm chơi cùng, và cậu bé cũng không gây hại cho người chơi. Nói chung thì chơi game cho qua màn thì không có gì là khó. Khó là người chơi phải sắp xếp các trò chơi xấu làm sao khiến nó trở thành một chuỗi liên tục, không ngừng nghỉ, để khiến lão hàng xóm Rottweiler tức điên lên, và tỷ lệ thuận với độ tức của lão chính là tỷ lệ người xem đạt mức tối đa lên đến 100%. Ngoài lề một chút thì mình nghĩ rằng tựa game này chắc cũng đã chịu ảnh hưởng hoặc lấy cảm hứng ti tí từ bộ phim cũng có danh có tiếng là The Truman Show. The Truman Show tức là chương trình của Truman, là một bộ phim khoa học viễn tưởng hài kịch Mỹ năm 1998 của đạo diễn Peter Weir và biên kịch Andrew Niccol. Phim gồm các diễn viên như Jim Carrey thủ vai Truman, Laura Linney, Noah Emmerich, E. Harris và Natasha McEnholm. Bộ phim kể lại cuộc đời của một người thanh niên không biết rằng mình là nhân vật chính của một chương trình truyền hình được phát sóng trực tiếp để hàng tỷ người trên toàn thế giới cùng xem.
một nhà sản xuất chương trình tên là Christoph đã lên ý tưởng thực hiện một chương trình thực tế lớn nhất, dài nhất và chân thật nhất trong lịch sử truyền hình. Ông ta nhận nuôi một đứa bé sơ sinh ngay lúc chào đời và đặt tên nó là Truman Bục Bạch. Một phim trường khổng lồ to như một thị trấn cùng hàng ngàn diễn viên được thuê để đóng các vai nhằm biến cuộc đời của Truman Bục Bạch thành một chương trình truyền hình thực tế mà thế giới chưa từng được chứng kiến. Hơn 5.000 máy quay được đặt khắp mọi nơi để soi rõ từng ngóc ngách cuộc đời của Truman, dựng lên câu chuyện cuộc đời, định hướng cả nỗi sợ, ước mơ và gia đình mà một người trải qua từ khi mới sinh đến tuổi trưởng thành. Cả cuộc đời mà Truman sống, tất cả đều đã được dàn dựng và lên kịch bản tỉ mỉ chỉ để phục vụ cho nhu cầu giải trí của cả tỷ người xem trên toàn thế giới. Quay trở lại với Neighbor from Hell, theo như cốt truyện mà nhà phát hành đã miêu tả về game là Woody đã bị gã Rottweiler làm cho cuộc sống của cậu ta trở nên mất cân bằng và hỗn loạn. Thế nhưng chỉ có nhiêu đó thôi có đủ để khiến Woody trả đũa Rottweiler một cách nặng nề như vậy không? Điều gì đã khiến Woody phải lâm vào nỗi thống hận và rồi khiến hắn ta biến cuộc sống của gã hàng xóm thành địa ngục? Trước tiên, chúng ta sẽ phân tích một số điểm phi lý trong Neighbor from Hell. Tại sao Woody lúc này cũng có thể dễ dàng đột nhập vào nhà của Rottweiler? Mặc dù sau bao lần bị hành hạ và biết rằng có kẻ đột nhập, nhưng gã hàng xóm vẫn luôn không khóa cửa. Tại sao Woody lại có thể nắm rõ những thói quen và thời gian biểu của Rottweiler như vậy? Không phải chỉ những người thật sự thân quen mới có thể biết được điều này hay sao? Tại sao sau nhiều lần Rottweiler bị chơi xỏ đến mức tức nổ não, đôi khi bắt gặp Woody đang ẩn nấp trong nhà nhưng hắn ta lại không báo cảnh sát mà chỉ đánh qua loa một trận rồi bỏ qua? Không lẽ Rottweiler không hề biết mình đang tham gia một chương trình nổi đình nổi đám với rating lên đến 100%, mặc dù hắn là một kẻ xem TV rất nhiều? Và không lẽ không có một ai xung quanh hắn nói cho hắn biết rằng hắn đang là một kẻ mua vui cho công chúng? Hiện tại mình đã có hai giả thiết cho tựa game này. Giả thiết đầu tiên nghe có vẻ khá hợp lý là cả Woody và Rottweiler chả có thù hằn gì cả. Rottweiler chẳng làm phiền gì đến cuộc sống của Woody và Woody cũng chẳng phải căm ghét lão hàng xóm đầu hói nhà mình. Đơn giản vì cả hai chỉ là những diễn viên được thuê để tham gia một chương trình mang danh là thực tế nhưng đã được lên kịch bản sẵn. Chứ mấy ông thử nghĩ xem, quay lén đời sống cá nhân của một ai đó rồi tung ra công chúng mà không được sự chấp thuận của chủ nhân thì đó là một việc phạm pháp rồi. Thế nhưng Woody vẫn có thể an toàn sống qua ngày với thú vui là đi trêu ông hàng xóm rồi vẫn phát sóng đều đặn cho người xem được à? Những mảng miếng chơi sọc của Woody, những lần tức đến nỗi gãy lưng của Rottweiler thật ra đều đã được dàn dựng một cách tinh vi và quy mô để đánh lừa khán giả. Giống như tôi có đọc qua trên mạng một giả thiết rằng thật ra Tom và Jerry là bạn thân, nhưng Tom giả vờ đuổi bắt Jerry chỉ vì sợ bà chủ đuổi ra khỏi nhà vì tội vô dụng. Ai biết đâu được, cái cặp đôi không đội trời chung mà chúng ta thấy trong Neighbor from Hell khi màn kịch đã hạ màn, máy quay đóng lại lại trở thành một đôi bạn thân tâm đầu ý hợp thì sao? Giả thuyết này nghe qua cũng khá hợp lý và giải thích được hết những vấn đề mà mình đã đưa ra ở trên. Nhưng mà như vậy thì có gì mà vui? Mình thì không thích những thứ hợp lý đến mức quá đỗi hiển nhiên như vậy. Mình thích làm những thứ nghe thì vô lý nhưng càng ngẫm lại thì càng thấy hợp lý hơn cơ. Do đó bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lái qua giả thuyết thứ hai. Lưu ý, từ khúc này là thời điểm mình chém gió thật nhiệt tình. Các bạn nên kiếm cái gì đó để vịn vào, nếu không gió to quá sẽ thành bão thổi bay các bạn lúc nào mình không chịu trách nhiệm đâu nha. Trong giả thiết này, chúng ta sẽ đặt trường hợp là Rottweiler thật ra chỉ là một kẻ xui xẻo bị đưa vào một TV show để trở thành kẻ mua vui và không biết gì. Và có chắc là hắn ta không biết gì hay không? Như mình đã nói ở trên, những hậu quả mà Woody nhận được sau khi phá nhà, quấy rối, quay lén và chơi xỏ Rottweiler là quá nhẹ so với những gì mà Woody làm. Và mình cũng đã nói ở trên, thật phi lý khi mà Rottweiler lại không hề nhận biết rằng mình đang tham gia một TV show nổi đình nổi đám, mặc dù hắn xem TV rất nhiều. Vậy có khi nào Rottweiler đã nhận ra tất cả nhưng hắn vẫn giả ngu và mặc cho Woody biến thành một tên hề trước công chúng? Ở cuối phần 2 của Neighbor from Hell, Woody đã chơi lớn tới mức làm đắm luôn cả con tàu đi nghỉ mát của Rottweiler. Điều này có thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng không phải chỉ lão hàng xóm mà còn cả mẹ lão và con chó lão mang theo. Thế nhưng vào cái cảnh cut scene cuối cùng, chúng ta vẫn thấy lão vẫn cho Woody đi quá gian trên chiếc thuyền cứu hộ. Không lẽ lão lại khoan dung như vậy cho một người 5 lần 7 lượt cố dìm lão vào đường cùng sao? Tại sao Rottweiler lại có thể hy sinh đem đời tư của mình ra chỉ để mang lại danh tiếng cho TV show của Woody?
Có khi nào tên hàng xóm của chúng ta đã thầm thương Woody không nhỉ? Giả thiết này thì không hợp lý, vì Rottweiler của chúng ta đã có crush là một bà cô xôi thịt rồi. Ngoài ra, anh ta cũng có một thói quen khá là biến thái, đó là thích ngắm gái tắm bằng ống nhòm, trừ khi anh ta đang cố diễn làm trai thẳng, bóng giả trai. À mà thôi, không đùa nữa, giả thiết tiếp theo mới nghiêm túc đây này. Vậy thì tại sao Rottweiler lại lựa chọn mắt điếc tai ngơ bỏ qua như vậy? Chúng ta hãy cùng phân tích thử về Rottweiler một tí xem hắn ta có thực sự chỉ là một gã đầu chọc bụng phệ, khó ưa, vô tích sự chúng ta nghĩ không nhỉ? Đầu tiên, tôi nghĩ Rottweiler được sinh ra trong một gia đình có của ăn, của để và nhận được một nền giáo dục vô cùng chỉn chu và có phần quý tộc. Thử hỏi trên thế giới này có mấy người vừa biết đàn piano, biết vẽ tranh, điêu khắc tượng, làm gốm, làm thợ mộc, biết lái tàu, có cả một kệ trưng bày những chiếc cúp từ những cuộc thi săn bắn, thích nghe nhạc cổ điển, đã vậy còn yêu động vật khi sở hữu một bầy thú cưng khá đa dạng và quy mô, từ chó, vẹt, chim bồ câu, cá kiểng cho tới cả heo. Đã vậy, dù chẳng bao giờ thấy đi đâu, nhưng luôn tắm, rửa vệ sinh thân thể rất là kỹ, có khi một ngày tắm cả 4-5 lần. Tôi biết là nhiều anh em ở đây không ra đường là có khi mấy ngày trời không tắm. Ấy, đừng có chối nha, tôi biết hết đấy ạ. Lão hàng xóm thực sự rất biết tìm kiếm những niềm vui mỗi ngày cho bản thân, tìm hiểu và học hỏi những lĩnh vực mới, thay vì chỉ có cả ngồi ngay xem tivi rồi ăn uống. Thế nhưng một con người như Rottweiler lại khá cô độc, cả ngày chỉ ở nhà làm bạn với những con thú. Vào ngày sinh nhật của lão cũng chỉ có thể tự thắp nến, tự ăn mừng một mình mà chẳng có lấy một người bạn ở bên, chỉ có thể ngóng chờ những bức thư từ phương xa gửi tới. Đến nướng thịt ăn, đáng ra một hoạt động như vậy phải quây quần bên những người bạn, lão cũng chỉ lủi thủi có một mình. Mình nghĩ rằng Rottweiler thật ra vì một biến cố gì đó mà phải chuyển nhà, xa rời gia đình cùng những người bạn thân của mình để đến với một nơi xa lạ, không quen biết ai. Có lẽ gia đình lão đã tống cổ lão đi một nơi khác và vất cho lão một căn nhà cùng khối tài sản đủ để lão sống mà không phải làm gì. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của Rottweiler, nhưng mình nghĩ rằng cái lão đầu hói của chúng ta không phải là một kẻ vô tích sự, mà thật ra rất có kiến thức, tài năng và ham học hỏi. Ngoài ra còn biết quản lý đời sống thường nhật của mình. Tuy nhiên lại một lần nữa theo trí tưởng tượng của mình, thì mình nghĩ rằng vì do trước đây đã được nuôi dưỡng và bảo bọc quá tốt, cho nên những phương diện về giao tiếp xã hội hay những việc đơn giản như kết bạn, làm quen, lão thực sự rất kém cỏi. Có thể coi Rottweiler như một trạch nam, chỉ ru rú ở nhà và không biết cách để tiếp cận xã hội bên ngoài. Và cũng chờ một ai lại rảnh rỗi đi quan tâm một đứa lù đù, khó tiếp cận vừa chuyển tới làm gì. Nên Rottweiler đã cô đơn, nay lại càng trở nên cô đơn. Cho tới khi lão gặp Woody, tình yêu, à không, người đầu tiên quan tâm tới hắn, cho dù cách quan tâm có một chút hơi tiêu cực. Đã phân tích về Rottweiler thì mình cũng nên nói một chút về Woody. Căn bản thì Woody là một thằng nhãi khôn vật thích chơi xỏ, nên những trò đùa của hắn đôi khi đi quá xa. Chẳng hạn như giật điện Rottweiler, cái này có thể gây chết người chứ không giỡn đâu nha. Bỏ thuốc cho đàn cá của Rottweiler chết, làm cho Rottweiler bôi mật ong thay vì bôi kem chống nắng và làm lão bị ong chích đầy người, thuốc chết cây hoa lan yêu quý của Rottweiler, vân vân, mây mây và quá nhiều trò đi quá giới hạn. Nó giống như kiểu bạn đang điều khiển một tên khốn, là những trò đùa quá trớn và đem nó đi phát sóng trực tiếp, lấy nỗi đau và sự mất mát của người khác để làm niềm vui cho công chúng vậy. Càng ngẫm thì càng thấy chúng ta hóa thân vào một vai phản diện hơn là một nhân vật chính trực. Quay lại giả thiết về mối quan hệ của Rottweiler và Woody, đối với một trạch nam như Rottweiler, người luôn khát vọng được sự quan tâm từ người khác, vì lão có một gia đình đã bỏ rơi lão, một người mẹ không được hiền từ cho lắm mà ngược lại còn hay đánh đập và mắng chửi lão, thì bỗng nhiên từ đâu một kẻ như Woody xuất hiện, để ý đến sự tồn tại của lão, luôn quan sát những gì lão làm, khiến cuộc sống vô vị của lão dường như có thêm màu sắc khác, mà đa phần là những màu sắc sặc màu, ức chế và tức giận. Có thể hiểu một ý nghĩa khác, lão sẽ Woody như một người bạn, một tri kỷ, một người đã quan tâm lão trong cái xã hội mà chẳng ai liếc mắt về phía lão một lần. Do đó, dù biết mọi việc Woody làm nhưng lão vẫn bỏ qua. Mấy ông cứ nghĩ xem, ok, coi như Rottweiler không có bạn bè người thân nên không ai nói cho lão việc lão bị đưa lên thành một tên hề trên TV. Nhưng không lẽ chính quyền lại bỏ qua một chương trình truyền hình đang xâm phạm đời tư cá nhân và quấy rối đời sống của một công dân? Theo suy nghĩ logic của mình thì chắc họ cũng đã tìm tới Rottweiler. Nhưng lão thì trả lời kiểu, tôi biết hết, tôi cố tình mà, mấy ông đừng có lo bỏ trắng rằng. Vì lão sợ, một khi không còn Woody
thì không còn ai quan tâm lão. Khi chương trình kết thúc thì cũng chẳng một ai biết đến lão là ai. Mình nghĩ Rottweiler cũng là một người thích được sự chú ý và muốn được người khác công nhận qua việc lão hay thích mặc đẹp rồi ướn ẹo trước gương. Thích tự chụp hình bản thân mình, chỉ là lão quá nhát và đã sống khép kín quá lâu mà thôi. Chỉ tiếc cho lão, chọn ai làm bạn không chọn, lại chọn ngay cái thằng nhỏ mọn, khôn vặt như út đi, để rồi bị thằng nhóc này chơi xỏ cho mấy cú, không thể đau hơn được nữa. Thế là tựa game này chính là tựa game nói về tình bạn à? Chuẩn luôn, đây chính là một tựa game giữa hai người bạn thích chơi xỏ nhau thôi. Một đứa thì đùa nhây, một đứa còn lại thì cọc tính. Đứa đùa nhây thì vẫn nhây, còn đứa cọc tính thì mãi cọc. Vậy tóm lại thì giả thiết này là gì? Là Rottweiler là một lão béo, hói đầu, cô đơn, bị ngại giao tiếp xã hội vì muốn có một quan hệ bạn bè và mặc cho út đi lợi dụng mình như một tên hề để cô kéo rating. Quả là một mối quan hệ toxic anh em nhỉ. Kết luận lại là mấy ông đừng có suốt ngày mà rú rú trong phòng tự thầm một mình nữa nha. Đi ra ngoài mà kết bạn đi, chứ không lại trở thành một lão đầu hói bụng phệ như Rottweiler rồi nhận được một chút quan tâm chẳng đáng gì, nghĩ rằng đây là tình cảm chân thành, sau lại ăn hành ngập họng đấy ạ. Ngoài lại một chút, tiện thì phân tích một chút mặt tối của mạng xã hội trong tựa game này luôn. Bạn nghĩ game này thì có quái gì mà phân tích những vấn đề liên quan đến xã hội? No, mấy ông nhầm rồi nha. Neighbor from Hell đang chứa ẩn trong mình một thông điệp rất đáng suy nghĩ trong thời đại mà mạng xã hội đang quá phổ biến. Không phải hiện nay việc trở nên nổi tiếng ở trên mạng trở nên quá dễ dàng hay sao? Chỉ cần vài cú phốt nhỏ, vài phát ngôn thiếu não, bạn mặc nhiên trở thành người nổi tiếng, có khi còn là idol của cả giới trẻ. Đôi khi chúng ta thấy mọi thứ thật khó hiểu khi mà những con người trên mạng làm ra chỉ vì họ muốn nổi tiếng, như kiểu thử thách 24 giờ làm chó, khoe thân lộ liễu, livestream vừa tắm. Hay chỉ cần những thứ vô cùng đơn giản như đi rán trứng và làm bắp rang bơ là người ta có thể thành diễn viên và tham gia phim truyền hình của một cái đài truyền hình nổi tiếng. Giống như Rottweiler, trở nên nổi tiếng chỉ vì một tên hề luôn tức giận. Công chúng luôn đón chờ chương trình của Woody chỉ vì xem tên nhãi này bày ra những trò gì tiếp theo để trêu chọc gã hàng xóm. Thì những hiện tượng mạng mà mình đã đề ra ở trên, cũng như là những tên hề đang mơ vui cho một đám công chúng là chúng ta, và mỉa mai là chúng ta đã sẵn sàng bỏ ra thời gian chỉ để ngóng chờ, hóng hớt xem những kẻ này sẽ tiếp tục làm gì. Điều đó đã làm cho những con người này đạt được mục đích là trở nên nổi tiếng của họ. Theo mình nghĩ, đây là một điều rất đáng buồn của cộng đồng mạng ngày nay. Thay vì xem những video vô bổ như vậy thì hãy ủng hộ những người, những kênh thực sự tâm huyết về những lĩnh vực như nghệ thuật hay nội dung YouTube. Vì để làm ra một sản phẩm thực sự chất lượng thì tốn rất nhiều chất xám và tâm huyết hơn là việc chỉ cầm một chiếc điện thoại lên livestream hay ưỡn ẹo. Mình nói ra dòng là như vậy chỉ để kêu các bạn hãy ủng hộ và subscribe cho Mi Game à. Nên nhớ là subscribe nha các bạn trẻ, để coi được nhiều video hấp dẫn và bổ ích hơn nữa. Không thì lâu lâu nghe mình chém gió như video này cũng để giải trí cũng được. Ok, vừa rồi là giả thiết về tựa game Neighbor From Hell mà Mi Game đã chém gió một cách nhiệt tình nhất. Anh em thấy tôi chém gió có hay không ạ? Thế anh em muốn tôi làm tiếp chuyên mục này nữa không? Và làm về game nào thì đừng quên để lại comment cho tôi biết nha. Không biết là số tiếp theo game nào sẽ lên thớt để tôi có thể mổ xẻ và chém gió tiếp đây. Và đừng quên khung giờ 18 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 mỗi tuần để đón chờ video mới nhất của tụi mình nha. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho kênh Mi Game để bọn mình có động lực làm nhiều video cho anh em hơn nữa. Chứ chém gió mệt lắm mấy ông ạ. Không ủng hộ thì mai mốt có kêu tôi làm gì tôi cũng kệ đấy ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.